Sâu xin kính chào cô chú anh chị các bạn xem chương trình Chào Đón Cả Nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Tu Du. Hôm nay Tisu cùng cả nhà mình sẽ đi chợ lớn nè, chợ Phan Thiết. Bây giờ là 8 giờ sáng, Tisu cùng với cả nhà mình đang đứng ở góc đường này là góc đường Nguyễn Du. Tháng này là tháng 4 âm lịch, cho nên là cả nhà mình thấy là mọi người bán hoa, bán trái cây rồi rất là nhiều. Ở trước này có bán mấy cái món nước mát này cả nhà mình. Đúng gì không trời? 12.000 chai hả? Nhìn hấp dẫn quá ha. Cái này em dằm cho em đổ đá luôn. Cái màu vàng là gì chị? Sữa bắp hả? Sữa bắp còn ở dưới là rau câu lá dứa chị ạ. À, rau câu rồi xong rồi dầm lên uống ha. Dạ. Đó dầm ra đổ cho ta. Hấp dẫn ha, 12.000 chai cả nhà mình. Muốn thưởng thức mấy cái chai nước mát này lại đây ủng hộ cho bạn này nè. Ngồi ngay góc Nguyễn Du. Đây, ngồi ngay góc chợ. Lại ủng hộ cho bạn ha. Chúc bán được nhiều hàng nha. Ok. Rồi mình sẽ đi vô phía trong chợ này. Trong chợ thì nhiều hàng trái cây. Sẽ đi vô trong làm chợ. Mùa này bắt đầu vô hè rồi cả nhà mình, cho nên là nhiều trái cây lắm. Ví dụ như những cái món thịt bắt là món mận nè, món vải nè, là bắt đầu là xuất hiện trong chợ rồi. Khoảng đầu tuần này là bắt đầu rộ. Achì. Đủ màu á cả nhà. Đến chợ lớn mà ngay cái góc đường Lý Thường Kiệt này, nếu mà cả nhà mình đến đây mà bỏ qua cái món này thì nó hơi tiếc nè. Món này là món mít ướt, nước bán khá là lâu năm ở đây. Ngon hấp dẫn á. Quay cả bà cô, bà cô, các hai cô. À, đang ngồi ăn hả? Bà cô. Ba cô gái hả? Ba cô lãnh đạo ạ. Có cần có duyên mới ăn được hả? Có bữa bán bữa không đúng không? Ra có nhiều người chờ đợi không có thấy. Có duyên mới ăn được. Bữa nào mà cô có bán thì mới ăn được, mà cô không bán là nghỉ ăn hả? Cô đi Nhật. Ở đây bán rẻ lắm cả nhà, cô bán bánh là cô đổ luôn cho nên là ăn rất là ngon. Dạ. Qua Mỹ thì vẫn còn nhớ hương vị luôn ha. Về lại Việt Nam là ghé về Phan Thiết là phải thưởng thức cái món bánh cuốn này, bánh ướt cả nhà, về bánh cuốn bánh ướt.
có bữa thì cô bán, có bữa cô không bán cho nhà, cho đến là nên nó duyên là nó đúng, tại vì có bữa thì mình ra gặp được thì ăn thưởng thức rất là ngon. À nóng quá, nóng quá thì chén không nổi ha. Dạ. Ủa cái màu vàng kia là xoài hả cô? Ủa hôm nay có xoài nữa hả? Mọi khi đâu có đâu ta. Có mùa xoài thì mới có xoài chứ bình thường đâu có xoài. Nên thấy lạ. Con cảm ơn cô nha. À, con đi. À. Nói xấu ba chị em. Thứ hai à, cả nhà mình muốn thưởng thức ha. Đây là cái món chả cuốn này rất là ngon. Cô này bán trong chợ rất là nhiều năm rồi cả nhà. À. Chả cuốn. Giá rẻ cả nhà. Mình làm chợ ở đây có một cái người mới bán món này nè. Hồi xưa giờ đó là có hai chị thử bán thôi, hôm nay là có thêm chú này bán ở đây nữa. Này mới bán sau này hả chú? À, bán sau này chứ. Sáng là bán dưới chiều chiều là đang à, sáng là bán dưới đường là cuộc chiều chiều nó lại lên và hôm nay là lên đây luôn. Dạ cho nên là thấy mới mà. Đây cả nhà mình chú ngồi ngay cái góc góc này là góc đường nè, cái gì kìa, số 119 nha cả nhà. Đối diện 115 hả. Này là thưởng thức mấy cái món này là mình làm mới luôn nè. Này răng mực chiên ha. Dạ. Một cái là mấy ngàn hả? Cái này là 25 ngàn một cái. À bán theo chục. 1 ngàn 4 cái rồi. Dạ. Này là bán theo chục. Cái này chấm mắm muối tiêu à? Dạ đang quay giới thiệu YouTube, giới thiệu cho khách du lịch muốn thưởng thức thì nay có thêm cái hàng mới ở trong chợ, hàng mới thì ủng hộ thêm. Đó, cả nhà mình nhìn thấy là chiên rất là hấp dẫn luôn. Còn món này là món răng mực nè, răng mực, kính mực, chả mực. Quay tranh đắt hàng nha, chúc cho đắt hàng nhiều khách đến. Dạ đây em cảm ơn ạ. Rồi bây giờ thì Tisu cùng cả nhà mình sẽ đi lên khúc phía trên này. Khúc phía trên này có cô bán sâm nam cũng ngon, sâm nam hàng sâm nam với hàng thịt nè. Giờ mình đi
chỗ này cũng có hàng bánh bánh lọt cũng ngon cũng vậy nha. Gọi là bán món kem lăn bánh lọt ngon lắm. 12.000. 12.000 phải không chị? 12.000. 6.000 một bánh. Thì 12.000. Đem còn ở lại ăn thì ăn. Mà bán hên xui nha, các bữa bán bữa nghỉ nha. Đi tìm đã đời luôn á. Giới thiệu cho cả. Hên xui á, các bữa. Nhưng mà rất là ngon, cả nhà mình đến đây mua cái nước cốt dừa với bánh bột lọc của chị làm rất là ngon. Lại đây mua thưởng thức nha. Dạ em cảm ơn chị nha. Bây giờ thì Tì Xù cũng với cả nhà mình đi dạo qua bên hông của cái chùa Bà. Đây có cá bò hòm nữa. Cá bò hòm này mà nướng ngon lắm. Bò hòm. Bò hòm nhiêu ký chị? 200 chị ạ. 200 ngàn cả nhà. Ký chắc được 5 con. Đó cái đó hết luôn, cái đó chắc 1 ký cứ mốt luôn. Dạ. Cá bò nó nhẹ tí. Cá bò này ký ăn nó dai như thịt gà. Đây là cá ngát. Một chim với mú. Bên này là một cái hàng bán những cái món hái ở quê cả nhà, một chút là hoa bí nè, rồi lá me, đậu bắp, rau muống, bí bầu. Ở đây nha cả nhà, đây ớt nè, ớt cũng có hàng rổ nhưng mà ngon hết. Con bé bé
hàng bán những cái món này rất là lạ này cả nhà. Gừng dừa rồi thơm ngon lắm. Cái này mình tự làm hay nhận? Tự làm. Rồi hết chục. Gì ở đâu ạ? À? Gì ở Bình Định. À Bình Định đem vô hả? À Bình Định đem vô. Bánh này bánh trong Bình Định hết á. À tất cả này là Bình Định ha. Bình Định. À có bột với bánh tráng Bình Định nữa ha. Bánh Bình Định rồi đó. Đúng rồi á. Dạ. Gì ở Bình Định thì vô. Bánh này là bánh gì? Đậu xanh. Nhưng mà ở trong là nhân mặn hả? Không có nhân. À không có nhân. À bánh đây là bánh kẹo dừa, ngày nào gì cũng ngồi đây hả? Hay là lâu lâu? Lâu lâu thì vô. À lúc mình cần lâu thì vô gì bác. Non lá nè, có non lá nè, mặt nha nè cả nhà. À, mặt nha quá ngại. Nha mặt ngại, còn này cưới hột à? Cưới hột rồi, mua ai gì kìa, nhà chết thì cưới ai già hôn luôn, chỉ còn chết gì chết ra gì phao á. À, rồi cái này về ngâm thuốc á ha? Về ngâm thì uống mà nhức chân đau lưng đồ á. Dạ, nhức chân đau lưng rồi là cái này. Nè con cảm ơn nha. À, à. Dạ. Ủa cái này gì nó dầm với cái gì? Dầm với rượu. Rượu hả? À, trời ơi, uống cái này về cái xỉn sao? Nó xỉn sao? À, con cảm ơn nha. Dạ. Đi cả nhà. Thank you.
không có lâu nghe uống nước đó. Tao sống rồi ha. Tao sống rồi, tao không chịu đổ vô. Ăn nó dai nhất là bữa sau trốn luôn hỏi mua bà là nước kia tí 60 cái này là 6 giờ tôi cáo bạn như tôi xui giới thiệu là mùa này là trái cây nhiều giải thiệu nè cả nhà, bao ngọt chôm chôm măng cục bon bon.
Hôm nay thì Tisu cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với kênh Tisu Juju và ủng hộ kênh Tisu Juju ha. Đây là món ăn cũng rất là đặc trưng ở Phan Thiết.